Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, sáng ngày 8 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với các phòng ngành đơn vị để thống nhất phương án nâng cấp sửa chữa nhà máy nước tại xã Quang Thọ và Thọ Điền. Đồng chí Trần Nguyên Thọ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì buổi làm việc, tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Hồng Yến, Nguyễn Thanh Sơn, Trung tá Trần Quang Đạt, trưởng Công an huyện. Công trình cấp nước sạch tập trung tại khu tái định cư xã Quang Thọ và khu tái định cư xã Thọ Điền đã được đầu tư xây dựng năm 2016 hoàn thành bàn giao cho hai địa phương quản lý sử dụng năm 2017 với tổng mức đầu tư 15,569 tỷ đồng cấp nước sinh hoạt cho 263 hộ dân. Tuy nhiên do hai địa phương không thu phí sử dụng nước của người dân, ngân sách địa phương khó khăn không thể bố trí nên không có chi phí vận hành duy tu bảo dưỡng nhà máy dẫn đến hư hỏng không có kinh phí sửa chữa. Hiện nay công trình đã bị hư hỏng xuống cấp thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp hai công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Quang Thọ và Thọ Điền. Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các phòng ban ngành liên quan, tổ chức ra soát nhu cầu thực tế và lấy phiếu ý kiến của người dân tại hai khu tái định cư về sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Kết quả tại xã Quang Thọ có 44 trên 171 hộ, chiếm 25,7%, đồng ý sử dụng nước và thanh toán chi phí sử dụng nước, chi phí để vận hành nhà máy nước theo phương án dự kiến. 127 trên 171 hộ chiếm 74,3% không đồng ý sử dụng nước và thanh toán chi phí vận hành theo phương án dự kiến. Tại xã Thọ Điền có 45 trên 114 hộ chiếm 39,5% đồng ý sử dụng nước và thanh toán chi phí sử dụng nước, chi phí vận hành nhà máy nước theo phương án dự kiến. Có 69 trên 114 hộ chiếm 60,5% không đồng ý sử dụng nước và thanh toán chi phí vận hành. Tại buổi làm việc, các phòng ban ngành liên quan và hai địa phương cũng đã tập trung thảo luận nêu lên một số khó khăn và thống nhất đề xuất tạm dừng dự án sửa chữa, nâng cấp hai công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Quang Thọ và Thọ Điền. Điều chỉnh nguồn vốn từ dự án này sang thực hiện các hạng mục phù hợp với nhu cầu của người dân và gắn với các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Nguyên Thọ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, trên cơ sở báo cáo của hai xã Quang Thọ, Thọ Điền và thống nhất ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị tạm dừng chưa đầu tư sửa chữa, nâng cấp hai nhà máy nước này trong năm 2024 và sẽ xem xét cân nhắc để ưu tiên xử lý nội dung này khi có nguồn lực. Thời gian tới huyện sẽ tiến hành bàn bạc cụ thể theo đúng quy định, quy chế để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng ban ngành liên quan, các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện góp ý hoàn thiện văn bản về các nội dung đã thống nhất để trình Ban Thường vụ huyện ủy trong thời gian sớm nhất. Đề nghị hai xã tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu rõ lý do nhằm tạo sự đồng thuận, đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý vận hành hai nhà máy nước sạch phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân ủy ban nhân dân huyện sẽ ưu tiên thứ tự đầu tư gắn với tiêu chí chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra gắn với nhu cầu chính đáng của người dân thống nhất sẽ đưa vào danh mục đầu tư công cuối năm